Tuổi trẻ của tôi là chuỗi ngày gắn với những chuyến đi. Đối với tôi, những chuyến phiêu lưu luôn bắt đầu không phải với những kế hoạch, những chuẩn bị, mà là với những con đường. Tôi đã đi qua muôn trùng quê hương, đi qua muôn hình vạn trạng đường mòn, có khi vừa mới là quen thuộc cũ kỹ. Ngoặt một ngã rẽ đã là cả một chân trời kỳ ảo. Những nơi ta đi qua sẽ hóa thành đường, và quê hương thì không ngừng đem lại những bất ngờ mới. Nhưng chỉ khi ta dấn thân tìm, ta mới có dịp thấy hết những bất ngờ đó. Trong hành trình của mình, có thể bạn sẽ tìm được món quà nơi đích đến, hoặc cũng có thể không ở đâu cả. Bản thân của phiêu lưu đã là một món quà vô giá. Những con đường quanh co cứ chạy mãi về phía chân trời. Tưởng như thân quen mà thật xa lạ, tưởng như tầm thường mà lại chứa đựng bao điều bất ngờ.